Chào mừng mọi người đến với La La Luna của Anna và Lily. Hôm nay mọi người hãy cùng với Anna vẽ hoa mai và dòng chữ Happy New Year nhé. Đầu tiên thì Anna sẽ vẽ một bông mai với 6 cánh nhỏ. Tiếp đến, Anna sẽ vẽ một bông hoa nữa ở chỗ này. Mọi người nếu chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn nút đăng ký để tiếp tục cùng với Anna và Lily vẽ thật nhiều bức vẽ khác nhau nữa nhé. Đây sẽ là bông hoa mai thứ 3. Cái cành nhỏ và một cái nụ ở đây. Anna rất thích vẽ nụ hoa mai, vẽ rất là dễ. Thêm một cái nụ ở đây nữa. Thường thì một nhành mai sẽ có rất là nhiều nụ. Anna vẽ thêm một cái nụ ở đây nữa ha. Và thêm một cái nụ thứ tư. Cuối cùng nữa nào. Rồi, đây sẽ là cái cành nè. Và trên cái cành này Anna sẽ vẽ hai cái lá ha. Anna vẽ thêm hai cái lá nữa ở đây. Rồi, bây giờ thì Anna sẽ vẽ cái đường sống lá, đường gân lá. Vậy là Anna đã hoàn thành xong phần vẽ hoa. Bây giờ thì Anna sẽ vẽ nụ ha, vẽ cái nhụy hoa. Vẽ nhụy hoa thật dễ đúng không nào? Rồi, vậy là bây giờ Anna sẽ chuyển sang phần tô màu. Thì Anna sẽ tô màu vàng tươi cho những bông hoa mai. Anna đang dùng bút lông nên là màu rất là mượt và tô rất là nhanh. Xong một bông rồi. Và bây giờ là phần nụ. Thì trong video này Anna muốn giới thiệu với các bạn một cặp câu đối, đó là ngũ phúc lâm môn và vạn sự như ý. Thì chữ vạn sự như ý chắc là nhiều bạn biết rồi, nhưng mà
chữ ngũ phúc lâm môn thể do là sử dụng cái chữ Hán Việt á, nên có thể là nhiều bạn sẽ không hiểu nghĩa của nó. Thầy qua đây Anna cũng sẽ giải thích cho các bạn biết ha. Thỉnh ngũ nghĩa là năm, phúc là phúc phận, phúc lộc, lâm có nghĩa là đến, tới, còn môn có nghĩa là cửa. Thì thông qua giải thích nghĩa của từng từ, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của cả bốn từ ngũ phúc lâm môn, có nghĩa là năm cái phúc cùng đến cửa. Nghĩa bóng của câu này có thể hiểu là niềm mong ước sẽ có nhiều phước lộc đến với gia đình mình. Anna đang tô màu xanh cho cành lá. Thì năm cái ngũ phúc này bao gồm trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức và thiện trung. Rồi, vậy là Anna đã vẽ và tô xong cành hoa mai. Bây giờ thì Anna đang vẽ con số 2021. Đó, số 2. Còn cái số 0 thì Anna sẽ vẽ bằng cách điệu ha. Bởi vì là năm tới sẽ là năm Tân Sửu, là năm của con trâu, nên là Anna sẽ vẽ số 2, số 0 ở đây qua cái hình của con trâu ha. Đây sẽ là cái mũi. Đó. Rồi giờ Anna sẽ vẽ cái tóc ha. Cái tóc trỏ vào trên đầu. Đây sẽ là hình gương mặt. Rồi cái mũi, đôi mắt. Đây sẽ là tai trâu và cái sừng. Đúng rồi, trâu thì sẽ không bao giờ để thiếu cái hình ảnh cái sừng ở trên đầu đúng không? Anna tô mắt cho đậm hơn một chút. Đây sẽ là số 2. Và tiếp đến sẽ là số 1. Thế ở số 1 này Anna sẽ vẽ thêm hình cái đuôi con trâu nữa ha. Đó. Rồi bên Anna sẽ làm cho cái chỏm tóc này màu đen. Còn lát nữa Anna sẽ tô cái chữ này sau ha. Bây giờ thì Anna sẽ viết chữ Happy New Year theo kiểu chữ thư pháp. Thì qua đây Anna cũng muốn giới thiệu với mọi người về sự tích Mai Vàng. Đó là ngày xưa có một cô bé thương yêu hết mọi người mọi vật, nên được ông táo già nhất trong bếp làm bạn. Nhân dịp Tết thì cô có biếu ông táo già một con cá chép để ông cưỡi về trời. Người cha của cô là một thợ săn tài giỏi, nên cô cũng rất thiện nghệ cung địa, cung kiếm đao thương. Cô cũng đã cùng người cha đi diệt quái vật đầu người mình báo. Sau đó người cha lâm bệnh và sức khỏe rất yếu. Một con quái vật đầu người mình rắn lạ xuất hiện và dân làng cầu xin hai cha con đi diệt quái lần nữa. Cô bé đã dùng mưu diệt được quái vật, nhưng cô cũng bị quái vật dùng đuôi quấn mạnh và mà chết. Cô bé đã nhờ ông táo lên trời xin cho cô được sống lại, nhưng vì cô bé chết đã quá ngày nên việc xin sống lại là quá chậm. Vì vậy nên trời chỉ có thể cứu cho cô gái nhỏ mỗi năm được sống lại 9 ngày. Vậy là cô bé được trở về trong chiếc áo vàng sáng rực, ăn Tết cùng với cha mẹ và chị trong 9 ngày đó. Hết 9 ngày lại phải ra đi. Điều an ủi là năm sau, đúng chiều 29 Tết, cô gái nhỏ áo vàng lại được trở về đón Tết với gia đình. Năm nào cũng thế. Rồi đến khi mà cha mẹ và chị cô đều mất thì cô gái không về nữa. Cô hóa thành một cây hoa ngay ở ngôi đền mà bà con đã dựng lên để thờ cô. Cây hoa ấy cả năm chỉ có lá, nhưng cứ vào dịp gần Tết hoa lại nở đầy.
hoa màu vàng tươi như màu áo của cô gái nhỏ ngày trước. Đó, hoa vui Tết với bà con khoảng 9-10 ngày rồi rụng xuống đất, biến mất để năm sau lại trở về. Cây hoa ấy ngày nay được gọi là cây hoa mai vàng. Trời, Anna đã hoàn thành xong bức vẽ của ngày hôm nay, dễ thương không này? Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Anna. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ. Và các bạn hãy cho mình một like và chia sẻ video này với nhiều người nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!